Hai các bạn, cùng với những cái công nghệ sạc nhanh ra đời á, thì sạc dự phòng các bạn không chỉ sử dụng nó sạc cho điện thoại đâu, mà các bạn cũng có thể sử dụng nó sạc cho laptop hay là cấp nguồn cho những cái thiết bị mà dùng cái dòng điện nó cao luôn, tại vì nó sử dụng thông qua một cái mạch boost nguồn, và cái mạch này thì nó sạc boost lên đến là 20V, và tùy vào cái công suất của cái viên pin sạc dự phòng mà các bạn có thể là cấp nguồn hay là sạc cho những cái thiết bị khác nhau. Giống như là trên tay mình đây đang là một cái viên pin sạc dự phòng đến từ thương hiệu là Osen Airlock, có mã là E45. Đây là một cái viên pin đến từ Osen thì nó sẽ có dung lượng là 20.000 mAh và nó có công suất sạc là 45W. Ngoại quan thì các bạn sẽ thấy là một cái viên pin có bọc vải hai bên, nhìn nó rất là xịn sò luôn đúng không bạn? Và thông tin cầm cực kỳ là chắc tay. Đây là cái phần hộp nha các bạn. Phần hộp thì các bạn sẽ nhìn thấy thông tin thì mình đã mở ra rồi ha, thì các bạn thấy là nó có để làm màn hình hiển thị bằng LED nè và có công suất 45W. Mặt sau thì nó sẽ để nhiều hơn về thông tin. Ở đây mình thấy họ để về công suất sạc đầu ra của nó mắc là 45W, đối với là cổng C cũng giống như là input và output đều là 45W các bạn. Có nghĩa là sạc ra sạc vào đều 45W. Còn hai cổng A này á, tối đa của nó sạc ra được là 36W nha các bạn. Thì cũng rất là nổi bật đúng không? Trọng lượng rất là nhẹ, chưa đến 500g nữa. Và đây các bạn, đây là cái phần ngoại quan của hộp ha. Ở mặt sau thì nó có một cái phần tem để các bạn cào ra. Chết hàng chính hãng của Osen Airlock ha. Thì ở đây các bạn có thể là mở ra bên trong các bạn. Khi mà mua thì mình rất là thích cái thương hiệu này, thì lúc nào họ cũng tặng cho các bạn là một cái túi bằng vải như vậy để các bạn đựng cái chi pin sạc cho phòng ha. Đây, mình bỏ cho các bạn xem ha, dự khích khinh khịch luôn các bạn. Cái viên pin mà được bỏ trong cái túi vải như vậy á, thì thường thường mình sẽ thấy nó rất là hay. Cái điểm mà các bạn hay dùng nhất là đúng mà bỏ vô trong ba lô túi sách á, hay là cầm mang theo á, thì nó cũng sẽ dễ dàng, nó ít bị hao mòn cũng giống như là bị cắn, bị mớt cái viên pin sạc dự phòng của bạn hơn ha. Ngoài ra khi mà mở hộp bên trong thì các bạn sẽ có một cái phần hộp đựng phụ kiện nữa. Trong hộp này thì có tặng một cái cáp C2C của Osen. Thì cái cáp này cũng hỗ trợ sạc nhanh nữa các bạn, cáp khoảng 40 sen á. Và kèm theo đó là một cái phần sách để nói về thông số kỹ thuật cũng như là cách để các bạn check-in bảo hành cái sản phẩm này như thế nào ha. Thì họ để cũng rất là đầy đủ ở đây. Và đây các bạn, trên tay mình đang là Osen Airlock E45. Thì các bạn thấy đây là một cái viên pin sạc dự phòng có kết cấu giống như là cái build của nó nhìn cực kỳ là chất lượng và đẹp. Nó sẽ kết hợp giữa hai cái phần mặt phủ vải và cái khung của nó thì làm bằng chất liệu là nhựa thôi. Tuy nhiên cái phần nút nguồn nữa các bạn, cái phần nút nguồn này nè thì được làm bằng kim loại. Và ở đây thì nó có hiển thị luôn cho các bạn là một cái phần màn hình LED để hiển thị thông số pin ha. Đây các bạn thấy rõ ha, một cái phần màn hình LED để hiển thị để cái thông số pin, dung lượng pin của nó sẽ hiển thị trong cái phần màn hình LED này. Và khi mà các bạn sạc nhanh á, thì nó cũng sẽ có một cái phần tia màu xanh để hiển thị cho các bạn là sạc nhanh. Cạnh bên hông này á, thì nó sẽ cho các bạn là những cái phần thông tin về cái viên pin sạc dự phòng này. Các bạn sẽ thấy rõ về cái thông tin là nó đây là 20.000 và những cái thông tin căn bản về công suất sạc cũng giống như là cái dòng tối đa của nó hỗ trợ. Về viên pin này á, thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều công nghệ sạc, một lát mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Tiếp theo cạnh trên thì các bạn sẽ có gồm một cái cổng USB-C và hai cổng UPA. USB-C á, thì input và output được 45W và hai cổng UPA thì được tối đa là 36W. Khi mà các bạn sạc ba cái cổng cùng lúc á, thì nó sẽ chia điện ra nha. Tuy nhiên thì mình khuyên á, nếu mà các bạn dùng sạc điện thoại á, thì sạc cùng lúc là nhiều thiết bị. Còn nếu mà các bạn sạc cho laptop á, thì mình nghĩ các bạn nên sạc duy nhất một cái cổng USB-C thôi để nó ra được công suất tối đa là 45W nha các bạn. Một cái lưu ý nhỏ là cái viên pin này dung lượng 20.000 mAh, tuy nhiên thì khi quá trình chuyển đổi thì nó chỉ còn nó tầm khoảng cỡ hơn 13.000 thôi. Nhưng mà đối với mình á, 13.000 mAh hơn nhưng mà nó có hỗ trợ sạc nhanh 45W, nên cái việc mà các bạn sạc cho thiết bị điện thoại các bạn nè hay là laptop á, thì nó cũng rất là nhanh chóng nha. Những cái công nghệ sạc nhanh của WeChat hay là của PD á, hay là PPS á, thì các bạn sẽ biết nó rất là phổ biến ha. Hay là thậm chí những cái chứng sạc là FC hay là AFC thì nó cũng rất là phổ biến luôn cho những cái thiết bị điện thoại Samsung. Thì cái viên pin sạc dự phòng này nó đều hỗ trợ hết nên các bạn cứ yên tâm ha. Về phần Purity thì các bạn sẽ có một cái viên pin sạc dự phòng nè, các bạn có thể là sạc cùng lúc cho điện thoại, iPad hay là laptop được luôn, nó rất là hay. Thì mình test thử một cái đoạn để sạc laptop cho các bạn thấy là khi mà cái viên pin này, khi mà các bạn dùng sạc laptop thì nó sẽ như thế nào nha. Và đây các bạn, hiện tại thì mình đang sử dụng một cái laptop của Acer. Thì laptop mà nó không hỗ trợ công nghệ sạc PD qua USB-C. Tuy nhiên thì các bạn đừng lo, hiện nay những cái sợi dây mà sạc trigger như vậy này cũng khá là rẻ thôi. Tầm khoảng đó 100.000 thôi. Thì nó sẽ hỗ trợ là tối đa 100W.
nó sẽ trigger bằng một cái con chip lấy cái dòng điện 20V từ cái dây pin sạc dự phòng này để sạc cho cái laptop ha. Thì hiện tại mình cắm vô cho bạn xem. Khi mà cắm vô thì mặc định của cái pin sạc dự phòng của mình thì đã trigger được cái dòng điện là 20V rồi. Thì bây giờ hiện tại các bạn chỉ cần cắm vào trong cái phần laptop thôi nha. Đây các bạn, hiện tại bây giờ mình mới cắm vô thôi thì các bạn đã thấy là cái trên laptop của mình hiện tại đã sạc rồi. Đó, các bạn thấy không? Bạn nào quan tâm đến cái sợi dây trigger này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả luôn, để các bạn nào mà muốn mua về sạc cho laptop á, hay là dùng nó để cấp nguồn cho một cái thiết bị thứ hai, thứ ba cùng với lại công suất của cái bộ sạc dự phòng thì các bạn có thể là tham khảo ha. Và đó các bạn, thì mình cũng đã test cho các bạn xem là sạc laptop thực tế là như thế nào, và các bạn có thể là sạc cho điện thoại nè, hay là iPad, hay là bất kỳ một cái thiết bị nào mà sử dụng cái chuẩn nguồn là 5V, hay thậm chí các bạn sẽ sử dụng những cái phần dây ha. Ở đây thì mình có một cái phần dây, dây họ gọi là một cái dây sạc, nó sẽ sử dụng cái chip để nó trigger ra cái dòng điện. Thì đối với cái chip này thì nó sẽ trigger được cái dòng điện là 20V, tại vì cái pin này nó hỗ trợ tối đa là 20V mà các bạn, nên các bạn sạc laptop ha, hay là cấp nguồn cho những cái thiết bị mà cần cái nguồn 20V để sử dụng thoải mái luôn. Và cái điểm hay của cái viên pin này nữa là nó hỗ trợ sạc lại cho viên pin này cũng là 45W luôn, nên khi mà các bạn sử dụng những cái củ sạc á, hỗ trợ PD hay là quýt sạc á, công suất lớn 45W thì các bạn sạc lại cho cái viên pin này cực kỳ là nhanh chóng luôn. Sơ lược lại á, nếu mà các bạn cần tìm cho mình một cái viên pin sạc dự phòng có dung lượng vừa đủ là 20.000 mAh nhưng mà công suất sạc nó phải lớn, đáp ứng được cái nhu cầu để các bạn sạc cho laptop khi mà các bạn đi ra ngoài nè, hoặc là khi mà các bạn dùng khi mà cúp điện, hay là các bạn mang theo làm một cái nguồn điện dự phòng khi mà các bạn cần xài laptop, các bạn cắm vô là các bạn xài luôn ha. Hoặc là các bạn muốn một cái viên pin sạc dự phòng nó có công suất sạc lớn để các bạn sạc cho những cái thiết bị điện thoại các bạn ha, hay là máy tính bảng, hay là những cái thiết bị mà các bạn cần cấp nguồn, thì đây là một cái viên pin sạc dự phòng mà mình nghĩ các bạn nên ha, nên tham khảo. Điểm mà mình thích là cái phần thiết kế của viên pin này nó không hề lớn nha các bạn. Thường thường viên pin mà hỗ trợ công suất lớn thì mình thấy nó rất là to, nhưng cái viên pin này nè các bạn thấy nó nhỏ gọn và nó vừa phải, công suất sạc lớn, và nó có phủ vải cũng giống như là thiết kế độ hoàn thiện của viên pin thì cực kỳ là ngon lành trong cái tầm giá luôn nha các bạn. Link mua thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, nên các bạn nào quan tâm đến viên pin sạc dự phòng này thì có thể là bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà các bạn cảm thấy video hay thì nhấn like, share nè, cũng giống như là subscribe kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.